Mình chào với các anh chị đã đến với lớp học phòng cháy chữa cháy. Thì hôm nay đồng hành với Đạt là bạn Phương Thảo, sẽ là học viên để mình hôm nay mình sẽ huấn luyện một cái khóa gọi là làm thế nào để sử dụng bình chữa cháy hiệu quả nhất. Thì bây giờ mời bạn Phương Thảo lên sân khấu cho thầy của thầy nè. Chào em. Dạ. Nice to meet you. Yeah. Rất là cảm ơn em đã có mặt ở trên sân khấu này. Thì hôm nay như đã biết thì thời gian qua trên địa bàn thành phố của mình đã xảy ra rất là nhiều các vụ cháy nổ thật sự rất là thương tâm, như là vụ Nguyễn Trãi là chết hết, ví dụ là tử vong hết. Thì khi mà các anh lính cứu hỏa vô thì thấy là họ đã chết trong cái tư thế là bị ngạt khói, chứ không phải là chết do bị cháy, bị ngạt khói. Cho nên đó là cái vấn đề đặt ra đây là sao, là theo nghĩ là vấn đề phòng cháy chữa cháy nó có quan trọng không? Ngoài ra ví dụ như nếu mình không tốt nhưng mà không biết cách chữa cháy tốt thì nó làm sao, nó có mang lại cái hiệu quả, cái bảo vệ cái tài sản và tính mạng của mình hay là gia đình mình không? Vì cái lúc chữa cháy thì nó cũng quan trọng, vì nếu như phòng chỉ là để cho mình phòng rủi ro thôi, nhưng mà tới lúc mà đã xảy ra rủi ro rồi mà mình không biết làm thì nó mới gây ra cái nguy hiểm. Đúng rồi, chính xác, cảm ơn em. Thì ngoài ra khi mà chúng ta biết cách mà chữa cháy bằng cái bình CO2 này, thì trong công việc của chúng ta, khi mà chúng ta làm ở trong khách sạn hoặc là công ty, thì chúng ta khi mà gặp một đám cháy nhỏ thì chúng ta cũng có thể là thuần thục và tự tin khi mà sử dụng cái bình chữa cháy này, có thể dập tắt ngay đám cháy. Thì đó là lợi ích cho trong công việc của mình. Còn ở gia đình, khi mà ví dụ như vợ hay là chồng khi nấu ăn á, có một đám cháy thì mình cũng có thể là kịp thời bớt và sử dụng cái bình này dập tắt đám cháy ngay liền. Thì đó, bây giờ cái thời lượng học của mình là khoảng 20 phút. Anh sẽ vừa hướng dẫn vừa minh họa cụ thể và sau đó là em sẽ làm. Thì tóm lại, sau cái bài học này thì chúng ta sẽ biết cách làm thế nào sử dụng bình chữa cháy một cách hiệu quả nhất, một cách tự tin nhất và một cách thuần thục nhất. Ok, chúng ta bắt đầu. Trước tiên thì em nghĩ bình chữa cháy thì chúng ta phải sao? Nó phải như thế nào? Như là ví dụ như là ở đây thì nó có khóa an toàn không? Hay là nó về cái vệ sinh, hay là có ví dụ như là về cái đảm bảo an toàn cho khi mà mình sử dụng không? Thì em thấy là nó sẽ có khóa, rồi cái bình thì nó không có được đúng rồi. Nguyên vậy. Tại sao là mình nghĩ là cái bình nó phải có khóa ở đây và không bị lẫn lộn? Nhưng mà theo như em nghĩ thì cái này khi mà mình làm thì mình sẽ xì hơi ra. Nếu như mà nó có lỗ thì nó sẽ xì ra từ đầu rồi. Luôn. Mà không khóa thì nó sẽ tự xì ra. Đúng rồi, vậy là đâu có hiệu quả đâu. Cầm một cái bình mà không có khí CO2 thì làm sao mà dập tắt đám cháy hiệu quả được, không em? Ok, chính xác. Thì bây giờ bước chuẩn bị của anh gồm có các bước của anh thì gồm có 6 bước, thì được chia làm hai, bao gồm là nhưng mà hai giai đoạn, đó là giai đoạn nhất là giai đoạn chuẩn bị. Thì chuẩn bị thì mình phải trước tiên theo nghĩ là bốn sự thì phải làm sao, theo nghĩ đi, có nghĩa là muốn bóp cái này mà bóp không được thì phải làm sao? Đó là chính xác, đó là rút khóa ra, rút mạnh ra đó. Rồi bước thứ hai, ví dụ như đó là anh ví dụ đó là một đám cháy nhỏ thôi, thì em đứng theo cái hướng gió như thế nào để mà an toàn cho bản thân?
dù như gió nó chạy đang thổi vậy. Là mình sẽ đứng ngược chiều gió. Ủa, không phải. Ví dụ như gió thổi như thế này, mình sẽ đứng đây. Đúng rồi. Đúng rồi, em phải đứng theo hướng thuận chiều gió chứ đừng có đứng hướng cuốn theo chiều gió nha. Ok. Thì đó là cái bước thứ hai. Em có thể lặp lại bước chính của anh thôi. Đó. Là thế nào? Trước thì làm thế nào để bớt? Bước đầu tiên là mình phải mở khóa. Thì việc mở khóa là mình làm cho mình rút ra. Đúng rồi. Bước thứ hai là mình phải xem coi cái hướng gió của nó là ở đâu thì nó đứng thuận cái gì. Đúng rồi. Thì để cái khoảng cách an toàn của mình đối với cái đám cháy đó, cái ngọn lửa đó, thì mình phải đứng theo nghĩ đi. Thì em sẽ đứng khoảng bao nhiêu mét, dù cho đám cháy nhỏ nhỏ như đây, cao như đây nè, thì em đứng khoảng tầm đó là để cho nó an toàn cho em, với lại xịt nó hiệu quả. Nghĩa là 1 mét. Đúng rồi, 1 mét tới 1,5 mét, chính xác. Thì đó là bước thứ ba, là mình chọn cái khoảng cách. Bây giờ đi tới cái giai đoạn thứ hai, đó là chữa cháy. Thì giai đoạn em có thể lặp lại thêm lần nữa để 3 bước của giai đoạn một. Bước đầu tiên là mình mở khóa, thì mình sẽ cầm khóa mình kéo thành ra. Bước thứ hai là mình sẽ xác định hướng gió của đám cháy, thì mình sẽ đứng ở thuận chiều gió. Và bước thứ ba là mình sẽ xác định khoảng cách là từ 1 mét cho đến 1,5 mét. Bây giờ mình sẽ tiếp tục giờ đến giai đoạn là chữa cháy. Chữa cháy ở đây á, sau khi đã rút ra rồi và đưa cái lon lên, bước thứ tư là phải đưa cái lon lên, đưa cái lon lên phải chấn phỏng lại, thì em phải cầm cái này để ngồi. Ví dụ tư thế đứng rất thoải mái, và ví dụ là đâm lửa đó thì mình đứng đây, mình giờ 2-3 lần nếu mà em không cầm lại, bắt đầu mình bóp mạnh thì mạnh đó, như đó bóp. Đó là bước thứ tư. Thì em nghĩ khoảng bao lâu em xịt vô cái đám cháy, thì em xịt vô hướng nào? Có nghĩa là em xịt ở phía trên hay là ở phía dưới, hay là xịt xung quanh, hoặc chứ mình nên trực tiếp vô vấn đề, hay là mình nên xịt xung quanh? Ví dụ đó là xịt trực tiếp. Đúng rồi, xịt thẳng vô đám cháy tâm ngọn lửa đó. Như vậy thì nó sẽ tắt liền. Thì cái khoảng thời gian thì theo em á là xịt tới khi nào mà mình ngân xịt? Đúng rồi, có nghĩa là mình xịt cho nó tắt thẳng luôn, và sau đó mình tiếp tục xịt thêm một cái giai đoạn, tức là mình nhồi cho nó không có thang nào mà bùng lên đó. Đó là bước thứ năm. Bước thứ 5. Ok, đó là bước thứ 5. Thì bước thứ 6, bước cuối cùng, thì sau khi để đảm bảo an toàn, em lại lấy cái chốt này khóa vô, để trong quá trình mình di chuyển đó, xui sao cái sạch da bớt lại, mình yếu mà, bớt cái sạch da sẽ gây cái hỏng cho mình. Đó thì em đã hiểu hoàn toàn cách sử dụng bình chữa cháy chưa? Ok, bây giờ anh sẽ không hướng dẫn gì nữa. Thì ok, coi như là bây giờ thử thách của em là em hãy trình bày cách sử dụng bình chữa cháy một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên, trước khi mà mình sử dụng cái bình này, phải kiểm tra xem coi là cái bình này nó có nguyên vẹn, nó có bị sùi ra cái lỗ nào hay không. Và ở đây, ở cái chỗ bóp thì nó phải có khóa. Rồi bắt đầu vào thì bước 1 thì mình phải mở khóa ra bằng cách giật cái chốt ra. Bước thứ hai là mình xác định xem hướng gió của cái đám cháy đó, và mình đứng thuận chiều gió. Bước thứ ba thì mình xác định khoảng cách là mình đứng cách cái đám lửa đó từ 1 mét cho tới 1,5 mét. Bước thứ tư là mình nắm cái chốt này. Em phải nắm tiến xuống, nếu mà không nặng quá thì 2 tay, nên đừng trụng như cái hình mình 2 tay đó. Ví dụ như nắm ở đây à, khoan còn thiếu cái nhặt, trước khi nắm thì phải chỉnh cái này. Không phải. Trước
trước khi nắm thì chỉnh cái này ra phía ngoài để tránh mình bị tổn thương. Rồi cái này ai ạ, cầm hai tay em thấy nó không có thoải mái. Rồi xịt và nóng cháy thì bóp, bước thứ năm là bóp và xịt và nóng cháy. Xịt trực tiếp vào tăng ngọn lửa cho tới khi nào mà nó không còn ngọn lửa nào nữa thôi. Kèm theo đó là xịt thêm một lần nữa để cho hoàn toàn là dập tắt luôn, không có cần, nó không có cần cái cơ hội mà để cháy nữa. Rồi bước thứ sáu là bước cuối cùng, đó là mới thật siêu mệt mệt nữa. Ok, hoàn hồn, hoàn hồn, dành cho bạn này một bài trình bày kiến thức xuất sắc. Thì qua cái bài học này thì em rút ra được cái điều gì cho bản thân, cho công việc của em? Theo em thấy thì sự ra nếu như mà về lý thuyết á, em thấy thì nó không khó thực hiện lắm. Cho nên nếu như mà mình làm đúng theo những gì mà mình anh đã hướng dẫn thì nó sẽ rất là có lợi cho bản thân. Và khi mà làm ở trong môi trường làm việc, nếu như mà lỡ có xảy ra tình huống đó mà mình phải là người sử dụng cái này thì nó sẽ là người sử dụng. Vậy thì em có câu hỏi gì để đặt ra cho sau lớp học không? Cái bình này nó sử dụng là khoảng được bao nhiêu á, là trong phạm vi cái đám cháy bao nhiêu thì mình sử dụng hết mình. Mà nếu mình xịt liên tục thì trong khoảng 1 phút bóp liên tục thì trong khoảng một phút mình là sẽ hết khí. Vậy nếu như mà lúc đó hết khí rồi thì cái đám cháy mà mình đang vượt á nó chưa tắt thì lúc đó cái đám cháy đó nó vẫn sẽ nguội đi, là nó vẫn sẽ vượt lên. Tất nhiên là nó sẽ vượt lên tiếp. Đúng rồi. Nó nhưng mà có thể là nó sẽ giảm được đôi chút nếu mà đám cháy nhỏ. Còn nếu mà cháy về cái dầu hay là xăng thì lúc đó mình phải sử dụng một cái bình khác để chữa cháy hiệu quả hơn. Thì em còn câu hỏi nữa không? Ok, đó chính là cái nội dung và hôm nay là tôi muốn chia sẻ với anh chị em đây, đó là làm thế nào sử dụng bình chữa cháy một cách hiệu quả trong công việc của mình. Và trong đó, tại vì đây cũng là cái phần mà đa số người ta, mọi người không có để ý. Mình có thể trong cái một lúc nào đó mình có để làm sơ ý về đám cháy, mình có thể kịp thời khắc phục hậu quả, bảo vệ tài sản và tính mạng của mình và người thân. Về công việc thì có thể là bảo vệ cho đồng nghiệp của mình một cách hiệu quả nhất, an toàn. Đôi khi đó cũng là một kỹ năng mới cần thiết cho cái cuộc sống của mình. Thì cảm ơn em đã tham gia cái buổi học giả này. Thì lần sau anh sẽ hướng dẫn cắt. Thì cái này hơi có thể là chúng ta đặt ngoài trời, đó là làm thế nào sử dụng vòi rồng, cái vòi nó hơi lớn mà mình phải chữa cháy bằng nước. Ok, cảm ơn em, cảm ơn diễn đàn. Rồi, cảm ơn giảng viên Tiến Đạt và học viên Vân Thảo. Thì coi mấy phút nha. 13 phút 59.